Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Slenderman đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ triệu hồi Herobrine. Và lưu ý, video này sẽ chứa những hình ảnh rất là khó chịu, những hình ảnh rất là ghê rợn, cho nên lưu ý trước khi xem. Và đằng sau mình là những cái comment block mà mình đã tìm được những cái dòng lệnh ở trên mạng, ở những cái trang web mà Repipeta, Minecraft. Và mình đã tìm được một dòng lệnh để triệu hồi Herobrine ở trong Minecraft BE. Và mình đã set vào những cái comment block này. Ok, và mình sẽ chuyển lại cái góc nhìn thứ nhất. Và ở đây mình đã chuẩn bị một số đồ đó. Mình đã chuẩn bị rồi. Và tất nhiên để đánh với Herobrine thì các bạn hãy nên không phải là đánh, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị trước những tình huống không hay xảy ra khi mà Herobrine xuất hiện. Ok, thì bên đây mình đã chuẩn bị một số vài thứ rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đây là những cái comment block mà mình đã set những cái dòng lệnh đó vào. Wow, rất là nhiều. Đó, bạn thấy đó, mình đã set những cái dòng lệnh nó vào. Và ok, ở đây. Đó, bạn thấy không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu triệu hồi Herobrine và xem Herobrine đáng sợ như thế nào. Ok, mình sẽ mặc đồ vào. Và cái mẹo có lẽ nhiều bạn sẽ không biết là cái cách mặc đồ nhanh ở trong Minecraft BE. Thì các bạn chỉ cần nhắn giữ vào một cái khoảng nào đó thì các bạn sẽ mặc được đồ thôi. Đó, thấy chưa? Thấy các bạn. Ơi, wow. Đó, bạn thấy chưa? Rồi mình đã mặc được bộ đồ rất là hay và mình sẽ ăn táo vào. Và mình rất là sợ có một điều gì xảy ra. Và mình đã chỉnh âm lượng là max volume. Không biết là rồi ok. Đâu để mình thử ăn lại cho táo à. Ok, âm thanh đó ok rồi. Và mình mong muốn là cái âm thanh này sẽ lớn lên một tí để các bạn thấy. Và ok, bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút này. Và điều gì sẽ xảy ra các bạn hãy nhìn xem. Hey, Herobrine nó sẽ xuất hiện ở đằng kia. Cái khói đá lơ lửng đằng kia. Và Herobrine nó sẽ xuất hiện. What the fuck. Các bạn thấy gì chưa? Oh my god. Oh, die, you fall. Chết, sao mày dám? Rõ gì á, still have not killed me. Killed me. Sao mày không giết tao à? Mày không dám giết tao à? Oh, what the fuck, các bạn nhìn kìa. Herobrine kìa các bạn. Và xung quanh nó là một cái thứ, là những cái sấm sét rất là nhiều. Và những cái khói TNT. Oh my god, dòng lệnh này thật là ghê. Và các bạn hãy xem đi. Herobrine là có thật các bạn à. Herobrine là có thật. Và các bạn hãy nhìn đi. Đây các bạn hãy nhìn. Mình sẽ lại gần cho các bạn xem. Và mình cũng không. Mình rất là sợ. Vì lại gần đây. Oh my god, sấm sét kìa. Oh fuck, what. Oh my. Rồi xong rồi. Xong. Đây đó rồi. Herobrine. Oh Herobrine. What. Mình phải ăn táo vô. Rồi mình phải thoát ở chỗ này. Oh shit. Xong rồi. Fail rồi các bạn ơi. Mình chỉ muốn cho các bạn thấy Herobrine thôi. Oh, wow, mình cuốn quá. Các bạn nhìn ở trên kìa. Herobrine đang xuất hiện và oh fuck. Oh no. Thật sự cái này rất là ghê các bạn à. Oh, Herobrine các bạn thấy không? Nó kêu là tại sao không mà giết nó? Oh my god, mình không dám. Oh skeleton, no, what the fuck? Oh. How dare you? Đây. Oh, sao mày? What the fuck đó rồi? Oh shit, Herobrine các bạn à. Oh fuck, chạy. Herobrine các bạn. Oh shit. Oh fuck. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem cái video vừa rồi. Và nếu các bạn thích cái video đó thì hãy nhớ để lại cho mình một like. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi được những video về Minecraft BE mới nhất cũng như là hay nhất. Và ok, và các bạn thấy đó, rất là ghê các bạn à. Herobrine là có thật đó các bạn. Và các bạn nhìn đi, điều Herobrine đã làm với mình là biến mình vào một nơi nào đó và tấn công mình cho đến chết. Oh my god. Và thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Và hãy nhớ đăng ký kênh của mình để giúp cho mình đạt được 20.000 người đăng ký. Ok. Và ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye.